Anh em muốn làm giàu lên ngay 1102.bet. Hệ thống chẳng lẽ mua tự động 24/7, top tuần nhận thưởng quà to, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình để dưới phần miêu tả nha. Hello hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 2 của cái event làng lá mới rồi em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ review anh em coi cái sự kiện và cũng như là chiêu mộ kiếm thêm food để up tiên thuật cho Kilobi nha anh em. Rồi, trước khi mà hôm nay chuyến này là lấy thêm tiên thuật để up, thêm cái thế thân nè anh em. Thế thân thuật nè. Đó này, gia tăng mấy cái chỉ số khá là kinh luôn ha. Rồi, ok, báo cho anh em một cái tin, đó là ngày hôm qua mình quên đánh boss rồi. Trời ơi, đây anh em, hôm qua lóng ngóng làm sao á, anh em buồn ngủ hay sao đó. Trời ơi, đại chiến cáp mổ sơn quên đánh boss luôn, là bây giờ thọt rồi là quà ở bên này anh em. Chắc chắn là mất rồi là 20 cuộc đặc biệt rồi, trời ơi á. Rồi với lại cái quà gì nữa ta, cái quà đi đánh boss anh em. Cái quà đánh boss ở bên này top anh em, mất top luôn, trời ơi á, không ổn rồi anh em ơi. Để mình coi quà coi, 100k 200k. Đó anh em, mất top ở bên này luôn anh em, nhưng mà cũng ráng cố gắng kiếm được một cái vài cái top 1, top 2 được, các thứ cũng được, đỡ bị thọt ha. Trời ơi, khốn cùng luôn anh em. Cái này chưa lấy nè. Rồi để coi ngày hôm nay nó có bán cái gì ngon ngon hay không ta. Sự kiện coi. Quên, nhìn cái cửa hàng Leo này mới nhớ là có một cái để mình mua cái này, cái này đang rất là hiếm luôn, 4.000 Leo rồi. Ok, có một cái khá là đặc biệt đó, của cái vật phẩm đợt này, đó là cái túi Akatsuki. Thì cái túi này mở ngẫu nhiên ra cái vật phẩm ở bên trong á, thì nhiều anh em đã thấy cái túi này rồi đó. Úi, cái túi này để mình coi coi, ủa sao hình như là nó đổi vật phẩm rồi hay sao ta. Nó đổi vật phẩm rồi. Hồi trưa mình có coi anh em, thì cái vật phẩm ở trong này á là nó có tướng mấy cái con tướng hot hot luôn anh em, tướng một sao được các thứ luôn. Ô, đợt này nó đổi ra mấy cái vĩnh kết đồng tâm rồi, khung rồi quá trời. Rồi với lại Rio rồi các thứ nữa. Túi này nó đã đổi vật phẩm rồi anh em, làm tưởng còn vật phẩm chứ. Ông nào hôm nay, hôm qua với lại hôm nay lướt group cũng thấy rồi ha. Nhưng mà nếu có còn cái vật phẩm cũ á, thì mình khuyên anh em cũng không nên lấy cái gói đó nữa. Mở hên xui ra tàn là mảnh đại đinh gia rồi các thứ không à, mảnh tướng không à. Rồi ok ha anh em, nếu mà nó hủy rồi thì thôi, hàng chuyên qua giờ thấy nó cập nhật quá trời, không biết vụ gì. Ok, gói siêu hot đập vô mắt luôn. Ây, đợt này là quyển trục làng lá nữa ha anh em. Nạp gói này ngon nè, tí làm hai gói bên này ha. Siêu linh thú. Rồi, hết rồi đó nè, nhìn là biết mấy gói dưới này cùi cùi rồi, chỉ có gói là siêu gói siêu hot mới lọt vào mắt xanh thôi anh em ơi. Đây, gói siêu hot đây anh em. Gói bên này thì cũng được nhưng mà lỗ cuộn lắm anh em, lỗ cuộn lắm. Trời ơi, quên đánh boss ngày hôm qua, quên đánh boss làm mất hết 20 cuộn đặc biệt rồi anh em ơi. Không ổn rồi. Sẵn đáng lẽ là mình nạp một gói thôi anh em, mỗi ngày nạp một gói thôi, bởi vì đang có cái event tích nạp á, nên là phải nạp một lần hai gói để cho nó đủ ha. Ngày hôm nay là ngày thứ 13 nè, ngày thứ 13 nạp liên tục 15 ngày, mỗi ngày 200k thì chúng ta sẽ lấy hết cái phần quà luôn đó. Tới ngày 15 thì mình sẽ nhận quà cho anh em xem ha. Rồi vô lấy quà thôi. Đây, hai quà mình mới nạp hồi nãy đây anh em, nhận nhanh phát được 100 quyển trục đằng lá ngon nè. Tích tích đi, rồi ngày nào mình sẽ mở cho anh em xem luôn. 80 cuộc đặc biệt với lại 2.000 kinh nghiệm. Nhận một đống quà nè anh em, 3.000 điểm VIP nè, kinh nghiệm VIP nè anh em, 1.200 nè. Uầy, quyển trục làng may ngon. Ôi, liên quyển trục làng may nhiều thế, 40.000 đá cường hóa. Quà nạp mỗi ngày nè anh em, lượm thêm một phát nữa ha, tuyệt vời. Đấy, ổn áp nha. Rồi, xong xuôi rồi đó anh em. Để coi cái ngày vui vẻ coi, mình được có 100 mà, 100 thì chắc chắn lấy được thêm một móc ở bên này. Cái móc ở này mới ngon nè anh em, móc 1.000 mới ngon, nhưng mà tới móc 1.000 hơi bị chua đấy, nhưng mà thôi cố gắng thôi chứ sao giờ. Rồi ok anh em. Boss thì đợt này để tối rồi đi nè, tối mình chỉnh máu rồi các thứ rồi đi sau. Đợt này có luyện tập nè,
mà trước khi luyện tập thì chắc chiêu mộ 200 nhát đi anh em hả? Bên đặc biệt này thì đang có con Kyuubi. Bên chiêu mộ đặc biệt này đang có Kyuubi với lại mấy cái quyển trục nè anh em. Nên là đợt này thì mình sẽ lấy một ít food đi. Ngày hôm nay lấy một ít food đi ha. Lấy thêm một con Kyuubi nữa đi. Để chuẩn bị up tiên thuật cho nó. Mà trong cái quá trình quay này hy vọng là sẽ ra thêm được một bé Kyuubi nữa nè. Một hoặc hai bé nữa đi. Ok. Ê! Oh man. Thiệt luôn. Một phát X10 đầu tiên đã ra được thêm một Kyuubi nữa anh em ơi. Ôi, ảo ma vậy. À được ta 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 ta. Chắc nhiêu đây ngưng được rồi anh em ơi. Ôi, lát luôn kìa. Đừng có nói là không có công nhận quà của mình nha. Ê, pha này ngon à anh em. Tuyệt vời. Đó. Để đi đánh luyện tập đi anh em. Rồi qua chiêu mộ tiếp, vừa đánh vừa chiêu mộ ha. Ok, coi coi. Để tam đi. Rồi, vừa đánh vừa chiêu mộ cho nó vui anh em. Sẵn đây đang thử thách đánh luôn cho rồi. Dạo này thử thách này nó lạ lắm anh em. Dạo này thử thách đi cực kỳ khó luôn. Với lại mình bị cái vụ không có chơi được tướng nữa. Cho Zuro. Mình bị cái vụ không chơi được tướng nữa anh em, khá là cay cú luôn á. Rồi con này team này là ok đây. Đó nên là không biết nhà phát hành họ có fit chưa nữa, để tí thử nha nè. Để tí thử mấy con tướng được chọn coi. À để ngủ mình bỏ vô được nè, đâu có bị gì đâu. Để ngủ mình bỏ vô được nè anh em. Ở bên kia con Hanzo bị đá rồi, là gãy giò rồi anh em ơi. Hanzo đá gãy giò rồi nên cũng được. Ôi cho Zoro mình sắp gãy rồi. Hồi máu lại đi để ngủ ơi, đau quá rồi. Trời chết hết rồi. Tí hồi nó ra chứ vẫn chiêu mộ tiếp nha anh em. Nhưng mà coi coi một lượt khiến kẻ địch. Hôm nay chiêu mộ thôi chắc ngưng tại đây quá anh em ơi. Chiêu mộ 10 vé thôi. Bởi vì 90 vé còn lại ra con Kyuubi ít lắm. Chắc ngày mai mình sẽ chiêu mộ tiếp cho anh em xem. Ra ngay phát đầu tiên luôn thì không thể nói nên lời. Quá ngon. Đó, đang tính nói xin một con mà ai về đâu cho luôn à. Đúng là nhà phát hành tốt bụng thật. Quá sướng. Trời ơi, cho Zoro mình nó tán con Na bên kia gãy giò luôn kìa anh em. Cho Zoro mình thì đang mang cho nó cái bảo vật, cái bao tay hồng nha anh em. Nên là đánh khá là đau. Đánh khá là đau. Trời ơi. Gai E5 nha anh em, phải đơn giản nha. Con ui đau quá, Bisome E5 luôn nha anh em. Trời ơi, dạo này đánh ngạo hổ tàn long ghê luôn nè. Thêm 15% sát thương. Giảm 10% sát thương. Cái địch ít máu hơn, ok. Nè 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 nè. Máu. Ok, chắc đánh trận nữa quá ta, để coi coi. Ồ, nguyên vàng E5 luôn em ơi. Thôi chọn tướng đi. Giờ đánh ghê quá. Kakuyu nè. Ăn cục máu nữa ha anh em, chắc cứu đi. Lướt qua được một tầng. Dạo này mình đánh ít bị thành công ghê luôn á anh em. Đây anh em, ai Kyuubi E2, được, được. Dạo này mình đánh ít thành công ghê luôn á. Nói chung là cũng không có thua, nhưng mà nó tàn hòa không à. Mình đang kiếm cái bảo vật cho con Kyuubi mà vẫn chưa ra anh em. Bảo vật của hệ lôi á. Mấy cái bảo vật thường bên kia á thì chắc là gắn cho nó cái bảo vật nộ đi. Bảo vật nộ thì nói chung là cũng phế nộ thôi. Tăng máu cũng vậy. Rồi nè mình sắp gãy rồi kìa anh em. Ê rồi xong nè tôi rồi. E2 thôi mà anh em coi nó làm loạn ghê chứ kìa. Mày E2 hả? E2 hả? Na vậy bạn ơi. Chọi một cái hồi máu bạn ơi. Đúng rồi. Ổn rồi đó anh ơi. Đúng rồi. Được hút lại nửa cái máu. Ngon. Đi thử thách bên này dạo này kinh quá. Chiến mạng cộng 25, hệ lôi trên chiến trường tăng công. Ui. Ôi 25% luôn anh em, kinh á. Chắc chắn là ăn cục máu rồi. Rồi, đầy lại hết rồi ha. Bây giờ đánh hàng trên đi. Rồi, để coi coi. Hai con tướng hệ lôi. Bỏ thêm một con vô nữa đi anh em nha. Bỏ gai ra luôn. Đây,
ba con hệ lôi. Ôi, team công hơi bị kinh nha anh em, đừng xem thường nha. Mỗi con cộng 25%, ba con hệ lôi cộng tới 75% công mỗi con. Đó, anh thấy chưa? Sao rô nó tán con gai bên kia muốn há mỏ luôn kìa. Đấy, nè chọn một cái nó chết mấy người luôn nè. Ai cha, đã ổn nghe chưa anh em? Này, đâu nhất thiết là phải chơi thầy gai đâu anh em. Nhưng mà thầy gai bỏ vô đánh rồi chắc mình nghĩ nó ok hơn á. Nhưng mà kêu lobby thì nó hệ lôi rồi, hút máu lại đầy cây máu luôn. Tội bé cho pseudo của mình thôi. Ôi, ôi, bây giờ làm được thêm một cái búp nó nữa thì thôi chứ anh em. Tướng hệ lôi á, tao coi chí mạng cộng 10%. Rồi Kakuyu nữa nè anh em, mà thôi chọn Jetsu đi. Coi có đứa nào mất máu không? Không đứa nào mất máu nha anh em, nên là mình sẽ đánh. Ơi, bây giờ đánh là sẽ đánh double 2 luôn á, không có máu luôn nha anh em, nên là mình sẽ chọn máu nha. Nên là mình sẽ chọn máu chắc cứu nha anh em. Đánh double 2 con, đánh xong tới đây là cũng mất một máu, là đánh double 3 luôn á, 3 trận luôn nha anh em. Nên thôi hy sinh một trận đi để đánh một trận, né một trận. Nếu hồi nãy mà mình chọn hàng trên là mình đánh 3 trận liền thì chắc chắn là gãy liền em, chắc chắn gãy không thể nào mà thoát được cả. Ú là trời đã. Ui ui một thổi công cao anh em. Tuy mình có 3 con hệ lôi luôn mà. Nè trời, là có đứa chết liền đó. Ui ui đã. Ui ui đau quá phê. Cái búp đó 25% hình như là mát tại sao đó nè. Tăng sát thương kỹ năng công nè. À, địch ít máu hơn đây, ổn áp nha. Máu. Ồ bây giờ mà đánh không chọn máu là đánh double 2 trận luôn đấy. Đánh luôn sợ gì, đang đầy cái máu hết mà anh em, với lại team mình cũng đang mạnh mà, đang có cái búp xịn mà. Xui xui mình tóc hơi bị kinh nữa nha anh em. Ôi nè bên kia gãy luôn, giờ ai chơi lại mình nữa. Quá ổn áp. Rồi ok, có thể cân được một trận nữa nha anh em, có thể cân được một trận nữa. Nên gia hệ lôi trên chứ. Ui được 15% nữa nè. Chết cha tụi mày rồi, đánh hàng trên đi. Ơi bên kia có độc ghê quá vậy. Từ nha anh em, hàng dưới Kilobi E5 thôi nè. Ít né Kilobi E5 ra giùm cái. Là tổng cộng là 50% luôn anh em. Ba con hệ lôi là cộng tới là 150%. Ủa đó, một chiêu một gãy luôn, không cần nói nhiều. Trời ơi phê. Quỷ xì xui bên kia chưa chết nữa hả, lì hả. Ôi để ngủ á, con đệ tam này nó hồi sinh rồi nha anh em. Má ơi anh em coi cái đam kìa, 496 triệu đam. Trời ơi đây là một trận đấu chứ không phải là một trận là đi đánh boss nha. Hệ lôi nữa đây, chọn hệ lôi tiếp nè. Hồi đâu tối đa cho một đâu đây cái này đi. Không có hệ lôi rồi, lại đánh nữa ta. Đánh nữa thì bị mất cục máu anh em, nên là sẽ không có cái sự chuẩn bị nào ngon cả. Cho Rosie đi, lượm cục máu ha. Chứ đánh cái này là mình mất máu là boss mình đánh không có lại đâu nha anh em. Đây, được. Chơi tiếp. Cái team này nãy có gặp rồi nè. Kilobi E5 nè. E2 chứ, Kilobi E2. Chazuro mình nó tán một cái lần nữa cái máu nha anh em. Trời ơi, bên kia Chazuro ơi, chưa kịp bật khiên luôn ạ. Ảo, ảo ma vậy. Ôi da ơi, vàng ơi, Chazuro gãy luôn. Ôi đau lòng quá anh em ơi. Choáng một nồi. Một bình kia lui mình cân nổi kèo này không đây nè anh em ơi. Đó chết Kakuyu luôn. Một mình Kilobi cân được nha anh em. Pha này Kilobi cân được nha. Nhưng mà đánh chắc hơi lâu à, hơi hết giờ lâu à.
mày đánh đi hồi máu không nè. Ôi thôi má ơi, dạo này đánh ở bên này nó lạ lắm. Chiến này lên tiên thuật cho em nó nữa là ok. Dạo này đánh bên này nó lạ lắm anh em. Nhưng mà đánh chắc phải hết giờ luôn quá. Đánh con boss tầng 2, bây giờ gần tới tầng 3 rồi mà chết sạch tim rồi, giờ sao đây anh em nhỉ? Lẻ sách một mình con kia lobby đi cân kèo hết tụi này. Ước gì cái chế độ này nó có cái nút bỏ qua ha anh em ha. Chế độ này nó không có nút bỏ qua nên là bắt buộc chúng ta phải treo như vậy đó, đánh tới khi nào xong trận thì thôi. Nhưng mà một mình Kilobi này của mình thì có thể cân được cái đám này nha anh em, có thể cân được đám này nha. Hết choáng đi kìa. May mà bên nó không có hút máu, không có hồi máu anh em. Có mình con nàng hút máu thôi. Hình như con Chazro, ấy, hình như con Chazro bên kia nó có hồi máu thì phải. Có hút máu anh em, tụi nó có hút máu. Đánh cũng khá là nhay á nha. Trời ơi á, lâu là bắt đầu đánh không si nhê là anh em, nó cộng được 15 stack này kìa. Ui trời, hết giờ bên kia không chơi sên nữa chứ. Hết giờ luôn anh em ơi, đến đây chắc ngưng được rồi á. Nhưng mà để mình ráng cố gắng đánh thêm một trận nữa coi như thế nào anh em, bởi vì mình còn một vàng tướng E5 ở ngoài mà. Boss đợt này toang rồi, tuần này coi như bỏ rồi. Để vậy mà còn đang có event nữa chứ. Làm mất hết 20 cuộn, buồn gì đâu luôn á. Cái tội là ham đi ngủ nè anh em. Rồi 13 vòng rồi, 14 vòng. Kiểu này mà một mình con Kilobi đánh hoài cũng không có win được anh em. Mà mình cũng không thua, mà người ta cũng chả có win luôn. Người ta cũng không có chết. Ok, để build dàn team xịn xịn vô xíu coi, mình còn gai ngoài nha. Mình còn gai nha anh em. Cho Sudo bên kia sắp mẹo rồi kìa. Keyboard này. Đây, mình còn tới nguyên một dàn team là châu bò. Ê, team châu bò này đánh thú vị rồi nha. Anh em coi team nè. Oh my god luôn á. Mà để Tam E5, Roshi E5, Gai E5, con Jitsu E5, Conan E5 và Kilobi E5. Ôi, đấy, ấy, vẫn bị lỗi dữ liệu nữa nè anh em. Vậy thôi thua rồi. Nhà phát hành mình tưởng họ fix cái lỗi này rồi anh em. Hôm qua giờ thấy fix đồ tùm lum. Chắc là mình phải gửi cái video này cho họ xem quá. Lỗi dữ liệu không đánh được. Mạng muốn rồi ok anh em, chắc ngưng tại đây. Trời ơi á, chán gì đâu á. Cái kèo đó muốn đánh lắm anh em. 3-4 con rồi là tăng cơ luôn, mà đã vậy có con Conan với lại con Jetsu vô nữa. Đánh hầu như là mình nghĩ là không có đụng tới máu được tụi nó luôn anh em. Không có đụng được máu tụi nó luôn đấy. Chán gì đâu thôi. Để khi đợi đợi họ là fit đa lỗi thôi anh em. Ok, ngày mai thì chiêu mộ đây anh em ha. Ngày hôm nay ra Kilobi rồi nên ngưng là được. Tưởng phát ra luôn. Ủa? À phải đạt mới bưng, mới bấm vô được đúng không? Cày thông thả cho em nó. Ngày hôm nay Kilobi cũng sắp được 5 rồi, thông thả các thứ rồi. Cày được một vài con bên này, ba con bên này là ok ha anh em. Rồi ok anh em ha. Thì đó là cái video ngày hôm nay. Anh em thấy hay dùng like, share, dõi kênh nha. Ngày mai chiêu mộ đã sùm nha anh em. Rồi ok nè.